tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi những thông tin mới nhất nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị ngay sau đây là phần nội dung chi tiết ngày 20 tháng 3 bà Lê Thị Thuận trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vị xuyên cho biết đơn vị vừa có báo cáo kết quả xác minh vụ việc giáo viên đánh học sinh tại trường tiểu học Ngọc Minh gửi Ủy ban Nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Trước đó, ngày 15 tháng 3, trên mạng Facebook đăng tải thông tin học sinh bị thầy giáo đánh tại trường tiểu học Ngọc Minh, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo trường tiểu học Ngọc Minh và trực tiếp làm việc để xác minh rõ nội dung. Theo đó, học sinh có hình ảnh đăng tải trên mạng Facebook là Hoàng Minh Quy, lớp 2A, trường tiểu học Ngọc Minh, sáng 13 tháng 3 trong giờ học môn chính tả. Do không viết được bài nên thầy giáo Nguyễn Thế Nghĩa, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A đã dùng que tre nhỏ đánh vào vùng đầu học sinh Hoàng Minh Quy. Lúc đó học sinh Quy chưa có thương tích gì và khi hết buổi học thì Quy về nhà sinh hoạt bình thường. Xác minh trên lớp 2A, một số học sinh trong lớp khẳng định sáng 13 tháng 3 trong tiết chính tả thầy giáo Nghĩa có dùng que nhỏ đánh từ 3 đến 4 cái vào đầu học sinh Quy. Ngoài ra, Xác minh thông tin từ các học sinh trong trường, vào chiều 13 tháng 3, học sinh Quy có đi xe đạp buông hai tay và bị ngã xe đạp. Tuy nhiên, qua làm việc với em Hoàng Minh Quy thì em này khẳng định đã bị thầy nợ dùng que tre nhỏ có đường kính 0,5cm, dài 22cm đánh vào đầu, còn chuyện bị ngã xe đã xảy ra từ trước Tết nguyên đáng. Phía gia đình học sinh Quy cho rằng những vết bầm tím trên mặt trên mắt học sinh Quy là do thầy giáo nghĩa đánh vào vùng đầu, dẫn đến sưng mắt và mặt. Vì thế gia đình đã đăng tải thông tin này lên mạng xã hội vào ngày 15 tháng 3. Sau khi vụ việc diễn ra, trường tiểu học Ngọc Minh đã phối hợp cùng gia đình đưa học sinh Hoàng Minh Quy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết luận kiểm tra sức khỏe em Quy không có bất thường nội sọ trên CT scanner sọ não, vùng nề phần mềm đỉnh trái phòng giáo dục và đào tạo huyện vị xuyên cho rằng hành vi của ông nguyễn thế nghĩa vi phạm quy định đạo đức nhà giáo và quy định về hành vi ứng xử trang phục của giáo viên nhân viên trong điều lệ trường tiểu học quan điểm của phòng là nếu cá nhân tổ chức có vi phạm thì phải yêu cầu xử lý vi phạm đến đâu thì xử lý đúng theo quy định đến đó không dung túng hay bao che bà lê thị thuận trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện vị xuyên khẳng định phòng giáo dục và đào tạo huyện vị xuyên cũng yêu cầu nhà trường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ giáo viên phụ huynh học sinh tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường trong trường học tăng cường giáo dục đạo đức lối sống đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên nhân viên tiếp tục phối hợp với gia đình quan tâm chăm sóc sức khỏe cho học sinh vụ việc được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ Ngày 20 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Tân Hoàng Minh với 15 bị cáo. Phiên tòa diễn biến đến phần Viện Kiểm sát và luật sư xét hỏi các bị cáo. Sau gần một giờ, đại diện Viện Kiểm sát cùng luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo. Hội đồng xét xử đã quyết định tạm dừng phiên tòa, dành thời gian cho bị hại nghiên cứu thêm hồ sơ. Chủ tòa cho biết phiên xét xử sẽ được mở lại vào chiều 20 tháng 3. Trên thực tế, phiên tòa có đến hơn 1.000 bị hại là các nhà đầu tư tham dự và còn hàng nghìn nhà đầu tư khác theo dõi trên các phương tiện truyền thông. Mỗi nhà đầu tư đều có những yêu cầu chính đáng để thu hồi tài sản. Tại phiên tòa sáng 20 tháng 3, khi trả lời câu hỏi của luật sư bị cáo Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, tiếp tục thừa nhận trên cương vị lãnh đạo doanh nghiệp, ông trực tiếp chỉ đạo mà hoạt động một số công việc ủy quyền cho thuộc cấp và lãnh đạo các công ty con thuộc tập đoàn một luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại hỏi ông Dũng, có đề nghị tòa tuyên sớm trả tiền lại cho các nhà đầu tư không? Tuy nhiên, chủ tọa ngắt lời cho rằng hội đồng xét xử sẽ có phán quyết. Cũng trong phiên tòa sáng nay, bị cáo Lê Văn Dò, tổng giám đốc công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội, khi trả lời luật sư, tiếp tục thừa nhận có gặp gỡ thống nhất phương án hợp thức báo cáo tài chính ba công ty con với nhóm bị cáo thuộc Tân Hoàng Minh. Trong phiên xử một ngày trước, bị cáo khai báo quanh co khiến chủ tọa nhiều lần nhắc nhở. Phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh là một trong những phiên tòa có số lượng bị hại tham dự đông nhất từ trước đến nay. Quá trình diễn ra phiên tòa đã có hàng ngàn nhà đầu tư mua trái phiếu được triệu tập tham dự phiên tòa với vai trò là người bị hại trong vụ án. Ngoài phòng xét xử chính có sức chứa 600 người, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bố trí thêm một hội trường lớn và một rạp ngoài trời có sức chứa hơn 2.000 người để các bị hại dự phiên xét xử qua hình thức trực tuyến. Nhiều nhà đầu tư thể hiện mong muốn tòa sớm đưa ra phán quyết đối với các bị cáo khép lại vụ án để họ sớm nhận lại được số tiền đã đầu tư mua trái phiếu liên quan vụ án này. Trước đó, các cơ quan tố tụng đã nhận được gần 1.500 đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo của các nhà đầu tư là những bị hại trong vụ án. Theo đó, các nhà đầu tư đã đề nghị tòa án viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Với lý do toàn bộ các bị cáo đều đã hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm, có nhân thân tốt. Ngoài ra, các bị hại cũng đề nghị có chính sách khoan hồng đặc biệt với bị cáo Đỗ Anh Dũng và bị cáo Đỗ Hoàng Việt, vì trong thời gian ngắn đã nỗ lực khắc phục hoàn toàn số tiền được xác định là thiệt hại gây ra cho người mua trái phiếu điều này không những thể hiện sự ăn năn hối cải của các bị cáo mà còn giúp các bị hại giải tỏa được tâm lý lo lắng, tạo niềm tin cho xã hội đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Ngày 19 tháng 3, chị Lương Thị Huấn sinh năm 1977, trú xóm 6, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, suốt 4 tháng qua, gia đình chị làm mọi cách để tìm con gái bị mất liên lạc nhưng không được. Gia đình chị cũng đã trình báo lên công an xã để nhờ giúp đỡ tìm kiếm con nhưng hiện vẫn chưa có thông tin gì. Theo chị Huấn kể lại, trước đó vào giữa tháng 11 năm 2023, con gái chị là Nguyễn Thị Yến sinh năm 2005 theo một người bạn đi xuống thành phố Vinh rồi qua huyện Nguy Xuân, Hà Tĩnh để làm thêm. biết con đi làm thêm tại quán bi chị Huấn đã khuyên con nghỉ về kiếm việc khác. ba ngày sau, Yến nghỉ tại quán rồi về nhà một người bạn gái mới quen ở huyện Nguy Xuân, Hà Tĩnh chơi khoảng ngày 25 tháng 11 năm 2023, Yến cùng bạn gái mới quen bắt xe khách đi Hà Nội. Trên đường đi, Yến gọi về thông báo với mẹ đang đi ra Hà Nội để xin việc làm. Yến báo với mẹ khi nào đến nơi sẽ gọi về báo cho bố mẹ. Lo lắng nên chị Huấn gọi liên tục nhưng Yến không nghe máy mà nhắn tin báo về con đã ra đến Hà Nội và làm tại một quán cà phê sáng với mức lương 6 triệu đồng. Chị Huấn lo lắng con gái bị các đối tượng dụ dỗ đi làm việc xấu, nên nhiều tháng qua, gia đình tìm mọi cách để liên lạc, tìm kiếm con, nhưng vẫn chưa có tung tích gì. Chị Huấn nói, chồng chị vì lo lắng nên gọi nhiều, nhưng Yến đã nhắn đừng gọi điện thoại, Yến sẽ gọi lại qua Facebook. Tuy nhiên sau đó, người nhà liên lạc gọi mãi mà số điện thoại của Yến thuê bao không liên lạc được nữa. Từ đó đến nay, gia đình không có thông tin gì về cháu, số điện thoại đó bây giờ cũng đã bị hủy. Được biết, chồng chị Huấn bị bệnh hiểm nghèo, hàng ngày hai vợ chồng chị ở nhà làm nông. Căn bệnh hiểm nghèo khiến chồng chị Huấn chỉ quanh quẩn ở nhà làm những việc nhẹ, đến tháng lại phải đi các bệnh viện để mua thuốc chữa trị. Chị cho biết, mấy tháng qua tìm kiếm con nhưng không được, gia đình cũng đã đăng thông tin lên các trang mạng nhờ mọi người giúp đỡ tìm con. Không tìm thấy con ở nhà lo lắng, mất ăn mất ngủ, chỉ mong tìm thấy con về bình an sau khi con gái mất liên lạc gia đình đã trình báo công an xã nhờ giúp đỡ tìm kiếm nhưng chưa được gia đình chị sẽ tiếp tục lên công an huyện để trình báo và nhờ giúp đỡ tìm kiếm con